Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bước tiếp theo khi sử dụng phần mềm Arduino Virus, đó là khởi tạo cấu hình hệ thống, bao gồm chỉnh sửa thông tin về phương tiện và lý do không ra được hàng. Để vào cấu hình hệ thống, bạn hãy bấm vào tên tài khoản cá nhân này, rồi chọn cấu hình hệ thống. Tại đây bạn hãy vào phần dữ liệu. Trước hết, chúng ta sẽ chỉnh sửa thông tin về phương tiện. Để thêm thông tin về phương tiện, bạn hãy bấm vào dấu cộng này, rồi thêm vào những thông số cần thiết như tên xe, loại xe thì có thể là xe tải hoặc là xe máy, tốc độ trung bình mà xe sẽ di chuyển trên đường. Phần trọng lượng và thể tích sẽ là trọng lượng và thể tích lớn nhất mà xe có thể chuyên chở được. Trọng lượng sẽ tính bằng kg và thể tích tính bằng mét khối. Sau đó bạn hãy bấm vào thêm phương tiện. Thông báo hiện ra tức là bạn đã thêm phương tiện thành công. Những thông số về tốc độ trung bình, trọng lượng và thể tích này là cơ sở cho thuật toán virus, tính toán và tìm ra lộ trình tối ưu nhất. Với những phương tiện có sẵn thì bạn có thể chỉnh sửa thông tin bằng cách bấm vào từng mục, ví dụ như thế này. Cũng như là xóa thông tin về phương tiện bằng cách bấm vào dấu nhân. Tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh sửa lý do không giao được hàng. Đây là những lý do sẽ hiển thị khi người giao hàng cập nhật thông tin không giao được hàng trên ứng dụng trên điện thoại. Để thêm lý do, bạn hãy bấm vào nút này, nhập vào mã lý do thì có thể là lý do thứ nhất, lý do ví dụ như cửa hàng không một cửa, lấy đơn rất có, rồi bấm vào thêm mới. Tôi sẽ thêm một lý do nữa. Vậy là bạn đã có hai lý do. Và như vậy, những lý do này đã xuất hiện trên màn hình ứng dụng điện thoại mỗi khi không ra được hàng. Như trên, bạn có thể chỉnh sửa lý do bằng cách bấm vào mỗi mục như thế này. Cũng như là xóa lý do bằng cách bấm vào dấu nhân. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu khởi tạo lộ trình tối ưu cho đội xe của bạn. Chúc các bạn thành công!